Một chén như thế này thì mình bán giá bao nhiêu cô Hiệp ơi? Cô bán 10.000. À, 10.000 một chén. Hai bạn gái này livestream luôn. Tuổi trẻ bây giờ nó giỏi lắm cho cô thì thua. Dạ. Cô chẳng biết thứ gì trời. Chén tàu hũ của cô nhìn hấp dẫn quá ha. Đây con bé. Cái đó, cái thạch đó là thạch gì cô? Cái đó là bằng bột năng á con. À dạ, bột năng. Mình làm để mình thay thế cho hột trân châu. Quý vị các bạn thân mến, Xuân Bắc rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của mình sáng ngày hôm nay. Sáng hôm nay thì Xuân Bắc đang có mặt ở ngay trong một con hẻm thuộc đường Lê Văn Sỹ thuộc phường 14 quận 3. Phải nói là các con đường hẻm 284 này quý vị, rất là nhiều các quán ăn cũng như là gian hàng buôn bán rất là sầm uất ở đây luôn. Mình đi ngang qua thì mình bị thu hút bởi một gánh tàu hũ của cô chú bán ở đây. Cái mùi thơm nó rất là quyến rũ quý vị, và mình dừng lại mình thưởng thức thử và cũng chia sẻ với quý vị các bạn luôn nha. Hiện tại thì mình đang đứng ở ngay địa chỉ số 284/15 đường Lê Văn Sỹ, phường 14 quận 3 quý vị. Cái con hẻm này cũng rất là mát mẻ luôn và rất là sầm uất tại đây luôn nha quý vị. Mình thấy ở cái khu vực này là rất nhiều các gian hàng mặt kinh doanh mua bán rất là nhiều. Và cái món chính ngày hôm nay của mình đó là cái gánh tàu hũ đây nè. Đó, ngay sau lưng mình là quý vị các bạn. Đó, cô chú vừa mới bán luôn, rất là thơm luôn đó. Dạ, con chào cô chú. Dạ. Cái nồi này thơm quá cô ha. Cái này là nồi nước đường hả cô? Nước đường. Dạ. Thơm quá. Cô cho con biết tên cô được không cô? Dạ, tên là cô Hiền. Cô Hiền. À. Cô Hiền. Dạ. Cô Hiệp. Cô Hiệp. Dạ. Chú tên gì cô? Chú Trung. Chú Trung. À dạ. Cô Hiệp với chú Trung. Cái này là hai nồi tàu hũ luôn hả cô? À mình coi cô bán cho khách này, có khách vô ăn này quý vị. À cái nồi này nồi mới cô ha. À dạ. À cô đang bán cái nồi bên đây. Để mình di chuyển qua bên này. Một chén như thế này thì mình bán giá bao nhiêu cô Hiệp ơi? Cô bán 10.000. À 10.000 một chén. Hai bạn gái này livestream luôn. Tuổi trẻ bây giờ nó giỏi lắm cho cô thì thua. Dạ. Cô chẳng biết thứ gì trời. Chén tàu hũ của cô nhìn hấp dẫn quá ha. Đây con bé. Cái đó, cái thạch đó là thạch gì cô? Cái đó là bằng bột năng á con. À dạ, bột năng. Mình làm để mình thay thế cho hột trân châu. Hột thì hết hột luôn. Đó là bột lọc. Dạ. Cái thời gian cô chú bán là từ mấy giờ cô Hiệp? À, 7 giờ sáng cô bán tới 7 giờ tối. Bán nguyên ngày luôn, 7 sáng 7 giờ tối. Dạ. Wow, thơm quá. Nhìn hấp dẫn quá không hả? Đấy, mình vừa mới tới thì có hai bạn gái rất dễ thương tới thưởng thức tàu hũ của cô nè. Có một anh shipper nữa. Cái nồi này rất là thơm quý vị. Cô đang thắng đường nè. Trong đó có gừng nữa hả cô? Dạ. Wow. Dạ. Đây là bột lọc. Dạ. Thơm quá. Cái nồi đó lúc nào cũng sôi liên tục vậy hả con ha? Đúng rồi con. Sao cho nó tới nó mới ngon. Dạ. Ở đây cô không có sử dụng đường linh tinh cho nên nó rút chừng nào thì nó ngon chừng đó. À. Nó càng rút nó càng ngon cô ha. Bên này là mấy cái ca nước dừa hả cô? Nước cốt dừa. Dừa. À. Nước dừa. Dạ. Tất cả là nước dừa. Có cái ca thạch của cô rất là nhiều rồi quý vị. Cái này là bột lọc. Dạ, thạch bột lọc cô ha. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Bây giờ nó đang dính cô ha, bỏ vô mình nấu nó mới dạ. Nó rã ra. Dạ, nó mới rã ra. Đấy, cô bán từ sáng giờ là hết nửa nồi rồi nè quý vị. Cái nồi tàu hũ nhìn hấp dẫn ha quý vị ha. Ở video trước thì mình đã chia sẻ cho quý vị cái món tàu hũ tím ha. Thì hôm nay mình tiếp tục mình chia sẻ cho quý vị một gánh hàng tàu hũ truyền thống rất là hấp dẫn ha. Cái này là hồi xưa của mẹ cô nấu, bà nội rồi tới mẹ. À dạ. Tới cô. Mình tính là cô bán là bao nhiêu năm mà cô Hiệp? Cô bán được 30 năm rồi. 30 năm rồi. Cô bán địa chỉ cố định ở đây hả? Cô vòng vòng ở cái hẻm này. À, vòng vòng trong hẻm này. Dạ. Nhưng mà cái địa chỉ cố định mà cô bán này ở cái góc 284 xịt 15 này hả cô hả? Đúng rồi, bây giờ thì cô bán ở đây. À dạ. Chứ trước là cô bán vòng vòng trong này luôn. Kia. À bên kia. Dạ. Ăn ngon không anh Đáp ơi? Vâng. Dạ. Để mình thử rau qua, mình trò chuyện với hai bạn gái này chút xíu coi thử có được không nha. Cái này trò chuyện bất ngờ thôi. À, hai bạn ơi, hai bạn cho mình hỏi chút xíu, hai bạn hay ăn tàu hũ ở đây không? À, tụi em ăn được chắc cỡ lần thứ 3 rồi. À lần thứ 3 hả? Dạ. Anh thấy tàu hũ cô bán sao bạn gái? Dạ em thấy ngon với lại vậy hả? Nhiều trân châu nữa. À nhiều trân châu nữa hả? Dạ. Mình thấy anh thấy hai bạn chụp hình đó, có phải livestream hay gì không? Dạ không, dạ tụi em chỉ có quay vlog đăng trên quay Insta vlog cho vui thôi à. À vậy hả? Nhìn bạn gái anh ngon miệng quá ha. Em vừa make up. Đâu về dễ thương rồi, đâu cần make up. Bên đây nữa nè. Rồi thôi cảm ơn hai bạn nha, chúc hai bạn ngon miệng nha. À mà bạn gái tên gì? À, em tên là Ái Mỹ. Ái Mỹ hả? Dạ. Bà tên đẹp quá ha. Bạn này tên gì? Dạ em Bích Trâm. À Bích Trâm hả? Rồi tên ai cũng đẹp ha. À, cô đang cho thạch vô nè quý vị. Cho nó ngon. Dạ. Cho nó ngấm. Mình hết tới đâu mình cho tới đó cô ha. Này, cô bán đến mấy giờ cô? Bán đến 7 giờ tối luôn anh chị. Dạ hả? Dạ. Hai chị hay ăn tàu hũ của cô không hai chị? Dạ. Đây hai lịnh. Dạ. Nó gấp đôi. Thấy chị gái này ăn ngon quá. Món này dễ ăn chị ha. Dạ. Hai chị chắc là ở gần đây à? Ừ, cũng ở gần đây nè cưng. Dạ. Em đâu tới đây quay à? Em dưới Hóc Môn là. Rồi, dạ. Xa dữ vậy? Trời ơi, có gì đâu xa, tụi em đi còn xa nữa. Đây em qua Bình Dương rồi này kia em còn quay nữa mà. Ở đâu có món nào hấp dẫn là em đi em quay à? Là kênh tụi em đi hết à? Phải chạy qua đây mới gặp được hai chị chứ không thôi sao gặp được. Wow. Đây cô trò này nồi hết rồi nè. Thạch đầy hết rồi nè quý vị. Rất là thơm ha. Em kênh gì em? Dạ kênh của em Food Travel Media chị. Dạ, dạ chị hai chị hôm chiều á, chiều tầm khoảng 6 giờ chiều á video em mới lên. Dạ. Lên là thấy hai chị luôn nha. Vô xem follow ủng hộ kênh em nha. Ok. Dạ cảm ơn hai chị nha. Đúng like. Vô comment luôn. Ủa cô Hiệp ơi, cái gánh tàu hũ của mình là bán từ hồi mẹ cô luôn hả? Là mẹ cô bán trước luôn? Bà nội trước. À bà luôn. Bà nội xong rồi bà nội có hai cô dâu. Dạ. Rồi xong rồi về bà nội chỉ cho hai cô dâu. Dạ. Là má với người Pháp. Dạ. Mà má cô bán một thời gian thôi chứ cực quá rồi má cô nghỉ. À, bác dạ. Cô bán tới, bác cô bán tới 60 mấy gần 70 tuổi bác cô mới nghỉ. À. Cô thì tính ra là cũng lâu năm lắm rồi cô ha. Cô cũng khoảng 30 năm à. Cô cũng 30 năm rồi. Wow, tính ra cả thế hệ thế kỷ luôn á, mấy đời luôn á cô ha. Nhưng mà chắc đời sau không có. Dạ. Cực. Người cực, người khó. Dạ. chắc là tuổi trẻ sau nó cũng không chịu khó. Cô phải cố gắng cô duy trì gánh tàu hũ. Dạ. Cái này mình nấu chắc phải nấu từ sáng sớm rồi cô hả? 2 giờ sáng là cô dậy rồi. Dạ, 2 giờ sáng cô dậy. 2 giờ cô làm cho đến 6 rưỡi. Dạ. Bắt đầu là xong rồi cô đi ra này cô. Dạ. Dạ. Cô chú ở gần đây không? Cô ở gần đây. À, cô ở gần đây luôn ha. Dạ. Ồ, bắt đầu đông khách, bắt đầu đông khách. Dạ, em chào hai chị. Cảm ơn hai chị nhá. Con máy đi. Hai. Cái giá múc tàu hũ của cô cũng đẹp quá ha. Cái này mình tự chế hả cô? Dạ. Vâng, nồi tàu hũ thơm quá quý vị ơi. Đến mà cô mới múc á, rất là thơm nha. Thơm quá là thơm. Dạ. Món này mọi người ăn vào giấc chiều nhiều hơn cô ha. 5 giờ. Dạ. Lấy hàng về đâu á anh Ráp ơi? Đường giao Cộng Hòa anh. À, Cộng Hòa hả? 2 bịch. Đây anh Shopee Food. Dạ. Đó, anh lấy 2 phần này anh giao về Cộng Hòa. Nhiều đơn nha, nội nhiều đơn nha. Đây mình coi, mình để ý, cô để một cái chén lên đây nè, nhìn rất là đẹp đó quý vị. Đó. Ở dưới là cô để một cái chén inox, trên là chén sành. Để dưới nóng rồi cô ha. Nước đường đó, nó đổ lên tay. Dạ. Nhiều khi con cầm con đảo là nó văng lên tay. Dạ. Phòng tay. Nhất là mấy nhìn rất là hấp dẫn luôn. Nó phỏng tội nghiệp tay chưa. Cái nước đường nó mà văng nóng dữ lắm cô ha. Nó hay dính. Dạ. Nó văng lên tay mình nó hay dính. Dạ. Gừng nó bu xung quanh, sợ con không biết ăn gừng. Cái này nó chín rồi, mấy cục này là cục chín. Cái kia cô bỏ, mới bỏ thì nó không có ngấm bạn. Dạ. Mình ăn cái cục đó, ăn chín thì ngon hơn hay là ăn... Nó ngọt hơn, có nhiều người ta thích. Tùy theo mọi người thích ăn cô ha. Cô đá ghế là đẹp. Dạ. Nhiều người ta thích ăn... Cô để con quay cái này chút xíu nha. Đây cái chén cô vừa mới làm xong cho mình nè. Đó, nhìn rất là đẹp ha quý vị ha, cái màu rất là đẹp luôn đó. Ngon quá. Cái này rất là thơm quý vị. Dạ, được rồi cô. Ngon quá. Cái đậu hũ rất là mềm, nóng đó quý vị. Thơm. Hấp dẫn không? Wow. Mình thích ăn cái thạch này nè. Nó dai dai á. Thơm quá. Đang ăn rồi mà vẫn phải ngó qua cái nồi cô. Thơm. Đẹp. Ở đâu qua đây ăn em? Ở đâu qua đây ăn vậy? Ồ vậy hả? Xa dưới hả? Qua đây ăn thôi hay đi công việc ở gần đây? Ngon quá. Cái chén của cô làm rất đẹp ha. Đó. nóng quá. Cái miếng gừng trong này cũng rất là thơm nha, mềm thơm à. Cô làm con ly nữa nha. À quên, cô làm con chén nữa. Ngon quá, ăn thêm chén nữa. Wow. Nóng nóng nóng. Cái này cô vừa làm xong nóng quá mà thơm. Nóng là nó ngon hơn. Ngon quá. Gần hết nồi cô ha. Dạ. Thơm. Quá đã. Không biết là quý vị các bạn đã ăn cái gánh tàu hũ của cô Hiệp chưa nha. Nếu mà quý vị đã từng ăn rồi thì có thể comment bên dưới cái video này để mọi người trao đổi xem là mọi người đánh giá cái gánh tàu hũ của cô như thế nào nha. Mình thấy khách rất là đông luôn. Cái lúc mình vô thì cô bán lai rai thôi, mà cái lúc mình ngồi mình ăn như thế này khách đông, mua đông quá trời luôn quý vị. Ngon quá. Mình thích ăn tại quán như thế này á, nó sẽ ngon hơn là mua về. Có mấy cô cũng tới mua rất là nhiều, còn người mua 10 phần, 6 phần, mua về thưởng thức quý vị, rất là nhiều. Đó là của Maxer. Thơm quá. Hôm nay thì Xuân Bắc rất là vui khi mà ghé qua cái gánh tàu hũ của cô chú bán ở ngay địa chỉ 284/15 đường Phan Văn Sỹ, phường đường Lê Văn Sỹ, phường 14 quận 3. Phải nói là khi mình ghé vào đây mình thưởng thức thì mình rất là thấy rất là thú vị với cái gánh tàu hũ của cô, và đặc biệt là cái chén của tàu hũ của cô thưởng thức rất là đậm đà và rất là ngon. Quý vị các bạn có thể nếu mà có dịp đi ngang qua đây thì có thể ghé vô để thưởng thức nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ rời gánh tàu hũ của cô chú và tiếp tục đi review ẩm thực đường phố, chia sẻ tới quý vị và các bạn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở video tiếp theo nha.